Nhìn ngang tưởng rằng iPhone, nhìn lưng một cái hết hồn bạn ơi. Đấy, đây là Xiaomi 13 5G mới ra mắt tại thị trường Việt Nam, và cái mức giá thì mình cũng sẽ hiển thị, mình sẽ gắn ở phía bên dưới đi. Bởi vì ở cái thời điểm mình quay con máy này trước đó vài ngày thì mình vẫn chưa nắm được giá chính thức của nó. Đây sẽ là những trải nghiệm ban đầu của cá nhân mình về Xiaomi 13, để xem rằng là cái chiếc máy này nó sẽ có những gì hấp dẫn các bạn nhé. Nhưng mà chắc chắn là nhìn ở thiết kế như thế này là rất dễ hấp dẫn rồi đúng không? Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video ngay bây giờ. Chào mừng các bạn đã đến với NT Studio. Đừng quên để lại một like, một subscribe đón chờ những video mới nhất đến từ mình. Cái đầu tiên mà chắc chắn chúng ta sẽ phải nhắc đến trong tất cả những video đó chính là nếu như các bạn đang quan tâm đến những chiếc Xiaomi 13 thì có thể tham khảo tại Di Động Việt thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả của video. Thì về thiết kế của Xiaomi 13 thì nó sẽ đi theo cái phong cách thiết kế mà những chiếc máy hiện nay đang theo đuổi, nó gọi là bắt trend thị trường. Thì nó sẽ là thiết kế không viền kim loại và sẽ được làm phẳng, và nhìn thì nó đẹp và cầm thì nó cũng sẽ hay. Nhưng mà được cái đấy là với con Xiaomi 13 này á, nó sẽ có cái phần mặt lưng được làm bo cong và ôm xuống phần khung viền, nên khi mà chúng ta cầm vào, rõ ràng là cái phần viền của nó thiết kế cũng giống y hệt iPhone thôi, nhưng nhờ vào cái mặt lưng này nó giúp cho cái trải nghiệm cầm nắm chúng ta khi mà cầm trực tiếp vào nó dễ chịu hơn rất nhiều so với những con máy Apple iPhone. Nên đây sẽ là một cái thứ mà mình đánh giá rằng là Xiaomi đã làm tốt hơn so với những chiếc máy mà chúng ta đã từng thấy trên thị trường sử dụng cái viền phẳng và mặt lưng cũng phẳng. Và tất nhiên mặt lưng của chiếc Xiaomi 13 này cũng sẽ hoàn thiện từ kính để mang lại cho chúng ta một cái trải nghiệm nó sang trọng hơn, nó build xịn hơn. Ở ngay bên trên mặt lưng này thì chúng ta cũng sẽ bắt gặp cụm 3 camera được đặt trong một cái ô hình vuông, và nó sẽ có những cái đường kẻ nhìn đẹp mắt, và đây sẽ là logo Leica. Đây là biểu chứng cho sự kết hợp giữa Xiaomi và Leica, khi mà Leica sẽ là nhà cung ứng những cái ống kính lens và họ cũng sẽ tối ưu hóa màu sắc để mang lại cho chúng ta những cái bức hình đậm chất màu của Leica. Cụ thể thì chút nữa mình sẽ show đến cho các bạn một vài bức ảnh mà mình đã chụp nhanh trên chiếc Xiaomi 13 này. Với cảm biến camera chính thì chúng ta sẽ có là 50 megapixel, cảm biến tele là 10 megapixel, và cảm biến ultra wide là 12 megapixel. Về cái thông số trên phiên bản Xiaomi 13 này thì nó cũng sẽ khá là cơ bản thôi. Nếu như các bạn cần một cái thông số nó ấn tượng hơn nữa, nó đặc sắc hơn nữa thì chắc chắn các bạn sẽ phải để ý đến bản Pro, bởi vì lên đến bản Pro chúng ta mới có cảm biến 1H và ống kính Leica để có thể phát huy tối đa cái hiệu quả của cái cảm biến 1H mang lại. Nhưng mà mình cũng chưa biết là nó có tốt hơn so với cái phiên bản cảm biến 1H đã được trang bị trên những chiếc máy như kiểu Sharp Aquos R6 hay không. Thì chúng ta sẽ chờ đến chiều ngày thứ hai thì mình sẽ đi trên tay con bản Pro để chia sẻ đến cho các bạn. Rồi quay ra với phần mặt trước thì Xiaomi 13 chúng ta sẽ có màn hình kích thước 6.36 inch, độ phân giải Full HD Plus, tấm nền AMOLED và tần số quét là 120Hz. Tức là về mặt thông số ấy, thì con Xiaomi 13 này có thể hoàn toàn làm hài lòng các bạn, không thiếu bất kỳ một cái gì cả. Về cái mặt đấy là độ phân giải thì chúng ta cũng có thể chấp nhận được luôn, bởi vì như hãng S ấy, bây giờ những chiếc máy dòng S thường của họ cũng màn hình Full HD chứ đâu được 2K đâu, nên chúng ta cũng không có cái cơ sở gì để mà đòi hỏi chiếc máy này phải có màn hình 2K. Mà các bạn cần 2K thì có thể lên 13 Pro. Đấy, màn hình này thì nó vẫn mang lại đến cho mình một cái trải nghiệm màu sắc đẹp, tương phản tốt, góc nhìn cực kỳ rộng và độ sáng thì cũng khá cao thôi, không được cao lắm, khá cao thôi nha các bạn. Và khi mà chúng ta nhìn kỹ hơn vào những cái điểm các viền xung quanh thì nó mỏng ối rồi các bạn ạ. Mình có thể đánh giá là nó mỏng hơn một tí so với những con máy iPhone kiểu là 14 Pro ấy. Thế nên đây rõ ràng là một cái điểm cộng rất lớn trên màn hình của chiếc Xiaomi 13 này. Nó mang lại cho chúng ta một cái trải nghiệm khi mà nhìn vào đã đẹp rồi, và nó lại còn sexy, nó mỏng, uầy, đẹp. Đẹp thật sự, và cái chấm nốt ruồi trên đây nó cũng khá nhỏ nữa. Nói chung cái màn hình này thì mình không có điểm gì để mà phàn nàn cả các bạn ạ. Tới với cấu hình thì Xiaomi 13 vẫn sẽ được trang bị con chip tối tân nhất của nhà Qualcomm, đó chính là Snapdragon 8 Gen 2. Chúng ta sẽ có 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Về số điểm AnTuTu Benchmark thì mình đã chấm ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng là nó đạt được khoảng tầm hơn 1,2 triệu điểm. Ui, một số điểm rất là kinh khủng dành cho những chiếc máy sử dụng Snapdragon 8 Gen 2. Và với con Snapdragon 8 Gen 2 này thì nó cũng đã là con chip được cải thiện rất rất nhiều về vấn đề nhiệt độ. Trước đó mình cũng đã test game trên những con máy của nhà Samsung sử dụng Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy thì nó cũng đã tốt hơn so với những cái con máy sử dụng 8 Gen 1 trước đây. Thì trên con máy này chúng ta hoàn toàn có thể tin nó sẽ mang tới cho các bạn một cái trải nghiệm rất ấn tượng về cả hiệu năng lẫn cái mức nhiệt độ mà nó mang lại.
Cụ thể như thế nào thì để mình mượn được máy thêm lâu lâu mình mới có thêm những bài test game chính xác hơn để gửi đến cho các bạn. Còn về những trải nghiệm hàng ngày khi mà mình vuốt nhanh, chạm nhanh ở trên con máy này thì nó mượt, nó phản hồi cực kỳ nhanh. Còn về cái vấn đề là sau một khoảng thời gian sử dụng nó có dần lag hay không, nó có bị gặp những cái lỗi vặt trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng hay không thì mình chưa thể nói trước được. Nên sorry các bạn là vấn đề này, mình phải mượn được máy sử dụng lâu dài khoảng tầm 2-3 tuần thì mới có thể nói kỹ hơn. Quay tới với camera thì đây sẽ là một cụm camera rất chất lượng ở trong cái tầm giá này. Mình nhấn mạnh lại đấy là tầm giá này nhá. Bởi vì nó sẽ có một cái cảm biến khá xịn kết hợp với ống kính của Leica và cái sự tối hóa của màu sắc của Leica. Như ở bên trong đây thì chúng ta có thể chọn được ngay hai cái hệ màu, đấy là Leica sôi động hoặc Leica authentic, tức là hệ màu thực của Leica. Khi một bạn chụp ra thì nó sẽ đỡ bị kiểu đẩy những cái màu sắc lên. Thì qua một vài bức ảnh mà mình đã chụp, như ở đây mình có chụp phơi sáng 1 giây cái tòa Landmark 81 này, hay là một vài bức ảnh mà mình chụp ở cánh đồng diều ấy, thì ảnh lên màu sắc nhìn nó rất là dịu mắt, nhìn nó có một cái chất gì đó nó hơi để trô nhẹ một tí. Nói chung rằng là đây là một trong những nước màu nó khá là đặc biệt mà các bạn sẽ hiếm tìm được trên những chiếc smartphone thông thường. Đấy, thế nên các bạn vốn yêu thích những cái màu sắc như thế thì hãy thử một lần tìm kiếm tới những chiếc máy của nhà Xiaomi với ống kính Leica. Phải nói đây là một trải nghiệm chụp hình rất là khác so với những con máy từ trước đến nay mà mình đã từng sử dụng của nhà Xiaomi. Mặc dù vậy mình vẫn chê nhẹ ở cái khoản đó là chụp hình xóa phông. Khi mà một vài bức ảnh mình chụp nhanh cu con nhà mình ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái vùng tóc của nó xóa bị lỗi liên tục luôn. Đặc biệt ở những khu vực lọn tóc này, xóa nó cứ bị mờ, nó cứ lem. Thực sự mình không thích lắm ở cái trải nghiệm chụp hình xóa phông trên con Xiaomi 13 này. Thì mong rằng là Xiaomi có thể sớm khắc phục được những vấn đề này để mang lại cho chúng ta một cái trải nghiệm chụp hình xóa phông nó tốt hơn nữa trong thời gian sắp tới. Một vài những thông tin bên lề khác thì chúng ta cũng sẽ có loa kép trên chiếc Xiaomi 13 này. Nhưng mà cái loa trên thì nó lệch âm lượng hơi nhiều và nó hơi thiếu độ ấm, nên khi mà chúng ta xoay ra mà chúng ta nghe thì chúng ta có thể cảm nhận rõ được cái sự khác biệt giữa loa trên và loa dưới ngay. Và cái tiếp theo đó là về pin cũng như sạc nhanh thì các bạn sẽ có sạc nhanh 67W và các bạn có thể sạc đầy cho nó chỉ trong vòng khoảng 38 phút mà thôi, hỗ trợ cả quick charge 3, quick charge 4. Nên khi mà chúng ta không mang theo cái cục sạc zin của chiếc máy này thì nó vẫn sẽ tương thích hoàn toàn với những cục sạc khác có chuẩn quick charge kể cả 3, kể cả 4 nhá. Và đó là video mình trên tay nhanh đến cho các bạn về chiếc Xiaomi 13 5G mới được ra mắt. Và các bạn thấy sao về chiếc máy này thì hãy comment để lại ý kiến các bạn phía bên dưới của video. Video của mình thì giờ lại tới đây. Các bạn đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube của NT Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.